ở phía sau nhà của em đây cả nhà ơi. Thì hôm bữa em có giới thiệu tập trước là chậu đã được một tấc, thì nay thì em mấy em ấy cũng hơn một tấc rồi, gần được hai tấc rồi. Thì hiện tại những cây bông trang Mỹ Hồng này thì hiện tại em đã cho vào chậu 7 nha cả nhà. Chậu 7 đó, cả nhà xem kỹ những trang Mỹ Hồng. Bên đây. Đây. Những chậu này là chậu 7 hết nha cả nhà. Chậu 7. Đây như cái chậu này. Đang lên đợt non lá rất là tươi, xanh tốt. Đây, cả nhà xem. Đây. Đây cả nhà xem, nhìn rễ hết này. Hôm bữa em đo là một tấc, nay cũng gần hai tấc rồi. Cả nhà xem và có nhu cầu mua thì hãy comment bên dưới giúp em nha, hoặc là liên hệ số điện thoại trên tiêu đề giúp em. Số điện thoại của em là 0911 643 600, và cũng là số Zalo của em tên là Trang Đồng Tháp. Thì em tên Trang và ở Đồng Tháp cho nên em tỉ là Trang Đồng Tháp. Ở nhà có nhu cầu vào mùa mưa này rất là dễ trồng, cho nên cả nhà hãy tranh thủ nhanh tay liên hệ để được những cây bông trang khỏe nhất, tốt nhất về trồng phía sau vườn của mình qua mùa mưa. Tới đợt Tết thì bông sẽ có bông, với tới Tết là chơi bông được rồi đó cả nhà. Những cây này là cả 4 tấc rồi. Rồi em sẽ đi lại cái khu đằng này. Những cây đằng này cũng đang phát triển là lá non. Đó,
Cái này là cây phát tài nha cả nhà. Cả nhà có nhu cầu mua cây phát tài thì cũng comment bên dưới giúp em. Phát tài rất là đẹp. Đặc biệt là những cây Mỹ Hồng này rất là chịu nắng nha cả nhà, chịu nắng với chịu nước. Cho nên cả nhà phải để cho những cái cây này cũng hứng nắng thì cây mới phát lên tốt. Đó. Phía trong này có mấy cây tím sen đang trổ bông. Cả nhà có nhu cầu mua trang tím sen một gốc thì bên em cũng có nha. Đây, hoa đang trổ rất là đẹp. Cái này là cây tím sen, tím sen dáng một gốc. Bên đây phát lên rồi cả nhà. Đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu mua thì comment bên dưới giúp em nha. Đây. Wow, cái này phát. Và đây là cái lô bông trang ở phía trước. Cái lô này thì khoảng 100 cây nha cả nhà. Khoảng 100 cây. Tất cả đều đã được ra chậu 7 hết rồi nha cả nhà. Chậu 7.